Xin chào các em đã đến với bộ môn khoa học tự nhiên. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của bài học tiếp theo. Cách tính khối lượng phân tử. Trước hết, chúng ta phải hiểu khối lượng phân tử là gì. Khối lượng phân tử của một chất là khối lượng được tính bằng đơn vị AMU của một phân tử chất đó. Và để tính khối lượng phân tử, chúng ta sẽ lấy tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử. Cô lấy ví dụ, phân tử khí hydrogen, ký hiệu H2, có 2 nguyên tử hydrogen. Vậy khối lượng phân tử chúng ta sẽ được tính 2 nhân khối lượng nguyên tử của H. Để biết được khối lượng nguyên tử của H thì các em sẽ tra bảng nguyên tố tuần hoàn trang 42 sách giáo khoa. Ô nguyên tố H có 2 số, trong đó chúng ta sẽ tìm vào vị trí khối lượng nguyên tử ở phía dưới chân của mỗi ô nguyên tố hóa học. Thì khối lượng nguyên tử của H bằng 1. Lúc này các em thế vào công thức 2 nhân khối lượng nguyên tử của H và bằng 2 nhân 1 bằng 2 AMU. Ví dụ thứ hai, phân tử sulfur dioxide, ký hiệu SO2, có 1 nguyên tử sulfur và 2 nguyên tử oxygen. Vậy chúng ta cũng tra bảng nguyên tố tuần hoàn, chúng ta thấy rằng ô nguyên tố hóa học của oxygen có khối lượng nguyên tử là 16, còn ô nguyên tử hóa học của S có khối lượng nguyên tử là 32. Lúc này các em cũng thế vào công thức khối lượng phân tử SO2 bằng 1 nhân với khối lượng nguyên tử của S cộng 2 nhân khối lượng của O. Trong đó các em chú ý này, 1 và 2 chính là số lượng nguyên tử có trong phân tử. Lúc này các em thay khối lượng của từng nguyên tử vào, chúng ta sẽ được 1 nhân 32 và 2 nhân 16 bằng 64. Tương tự như vậy, đối với phân tử methan thì chúng ta thấy có 1 nguyên tử carbon và 4 nguyên tử hydrogen, đúng không nào? Vậy khối lượng phân tử của chất này sẽ được tính là 1 nhân với khối lượng nguyên tử C cộng 4 nhân khối lượng nguyên tử của H. Tra bảng nguyên tố tuần hoàn, chúng ta thấy 2 ô nguyên tố hóa học của H và C có khối lượng nguyên tử lần lượt là 1 và 12. Sau đó chúng ta thế vào công thức khối lượng phân tử bằng 1 nhân khối lượng nguyên tử C cộng 4 nhân khối lượng nguyên tử H và bằng 1 nhân 12 cộng 4 nhân 1 bằng 16 AMU. Ví dụ tiếp theo, khối lượng nguyên tử của oxygen bằng 16 AMU. Vậy phân tử khí của oxygen gồm có 2 nguyên tử oxygen sẽ có khối lượng phân tử là bao nhiêu? Lúc này các em áp dụng đúng công thức mà cô đã hướng dẫn ở trên. Chúng ta thấy rằng khối lượng phân tử khí mà đề cho thì gồm có 2 nguyên tử của oxygen. Lúc này các em chỉ việc thay khối lượng nguyên tử của oxygen bằng 16 vào công thức 2 nhân khối lượng nguyên tử O và bằng 2 nhân 16 bằng 32 AMU. Vậy khối lượng phân tử khí oxygen sẽ bằng 32 AMU. Tương tự như vậy, đối với khối lượng của phân tử nitrogen thì các em sẽ thấy rằng khối lượng phân tử nitrogen cũng được cấu tạo bởi 2 nguyên tử nitrogen. Vậy khối lượng của phân tử nitrogen chúng ta sẽ được tính bằng số nguyên tử nhân với khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó. Lúc này các em cũng tra bảng để tìm cho cô ô nguyên tố hóa học của nitrogen, coi xem khối lượng nguyên tử của nitrogen là bao nhiêu nhỉ? À, là bằng 14 AMU, đúng chưa nào? Tiếp theo chúng ta thế vào công thức khối lượng phân tử nitrogen bằng 2 nhân với khối lượng nguyên tử nitrogen và bằng 2 nhân 14 bằng 28 AMU. Các em biết không, ammoniac là chất khí không màu, có mùi khai, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất các loại axit, các loại phân bón hóa học, làm nhiên liệu cho tên lửa.
Trên đây là mô hình phân tử của ammoniac. Các em có thể dễ dàng thấy rằng phân tử của ammoniac được tạo bởi một nguyên tử N và ba nguyên tử H. Lúc này chúng ta sẽ tra bảng để tìm hai ô nguyên tố hóa học N và H. Thì chúng ta thấy khối lượng nguyên tử của H thì bằng 1 và khối lượng nguyên tử của N bằng 14. Tiếp tục, các em sẽ lập ra công thức khối lượng phân tử của ammoniac sẽ bằng 1 nhân khối lượng nguyên tử N cộng 3 nhân khối lượng nguyên tử H và bằng 1 nhân 14 cộng 3 nhân 1 bằng 17 AMU. Các em biết không, muối ăn có thành phần chính là sodium chloride. Phân tử sodium chloride gồm có một nguyên tử sodium và một nguyên tử chlorine. Lúc này các em sẽ dễ dàng tính được khối lượng của phân tử này. Khối lượng phân tử của sodium chloride bằng 1 nhân khối lượng nguyên tử của Na cộng 1 nhân khối lượng nguyên tử Cl. Các em tra bảng nguyên tố tuần hoàn dễ dàng tìm ra được khối lượng nguyên tử của hai nguyên tố trên đúng chưa nào? Sẽ bằng 1 nhân 23 cộng 1 nhân 35,5 và bằng 58,5 AMU. Tiếp tục để giúp cho các em hiểu rõ cái cách tính phân tử khối của hợp chất, lúc này thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần tiếp theo vận dụng để làm một số các bài tập nhé. Đá vôi có thành phần chính là calcium carbonate. Phân tử calcium carbonate gồm có một nguyên tử calcium và một nguyên tử carbon và ba nguyên tử oxygen. Lúc này các em hãy tính khối lượng phân tử của hợp chất này. Khối lượng phân tử của hợp chất sẽ bằng 1 nhân với khối lượng nguyên tử của Ca cộng 1 nhân khối lượng nguyên tử C cộng 3 nhân khối lượng nguyên tử O. Sau đó các em tra bảng nguyên tố tuần hoàn của các nguyên tố Ca, O và C. Chúng ta tìm ra được khối lượng nguyên tử của ba nguyên tố trên. Vậy khối lượng phân tử của hợp chất sẽ bằng 1 nhân 40 cộng 1 nhân 12 cộng 3 nhân 16 và bằng 100 AMU. Một số các ứng dụng của đá vôi. Đá vôi được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp xây dựng như sản xuất xi măng, vôi, sơn. Trong nước rửa tay khô có thành phần chính là chất gì? Khối lượng phân tử của chất đó là bao nhiêu? Chúng ta thấy rằng thành phần chính của nước rửa tay khô là ethanol. Dưới đây là mô hình phân tử của chất. Từ mô hình mô phỏng trên, chúng ta có thể tính ra được khối lượng phân tử của ethanol theo công thức 2 nhân với khối lượng nguyên tử C cộng 1 nhân khối lượng nguyên tử O cộng 6 nhân khối lượng nguyên tử H. Lúc này các em sẽ tra bảng nguyên tố tuần hoàn của các ô nguyên tố C, O, H để chúng ta tìm ra được khối lượng nguyên tử của ba nguyên tố trên. Chúng ta thấy rằng khối lượng nguyên tử của C là 12, khối lượng nguyên tử của O 16, khối lượng nguyên tử của H là 1. Và chúng ta sẽ có công thức 2 x 12 cộng 1 x 16 cộng 6 x 1 bằng 46 AMU. Bài tập tiếp theo, quan sát hình mô phỏng các phân tử sau, cho biết chất nào là đơn chất nào là hợp chất và các em hãy tính khối lượng phân tử của các chất này. Chất đầu tiên hydrogen, chất thứ hai carbon dioxide, chất thứ ba methane, chất thứ tư hydrogen chloride, chất thứ năm chlorine, chất thứ sáu nitrogen, chất thứ bảy ammoniac và cuối cùng là nước. Từ 8 chất trên, chúng ta có thể thấy phân tử đơn chất gồm có hydrogen, chlorine và nitrogen. Còn lại là phân tử hợp chất, đó là carbon dioxide, methane và hydrogen chloride, ammoniac và nước. Khối lượng phân tử của các chất. Đầu tiên, khối lượng phân tử của hydrogen được tạo bởi hai nguyên tử hydrogen nên chúng ta sẽ có công thức
Lấy 2 nhân với khối lượng nguyên tử của H và bằng 2 nhân 1 bằng 2AMO. Tiếp theo là khối lượng phân tử của carbon dioxide gồm có 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O. Lúc này chúng ta sẽ tìm khối lượng nguyên tử của 2 nguyên tố C và O. Thế vào công thức chúng ta sẽ được 1 nhân với 12 cộng 2 nhân với 16 và bằng 44AMU. Khối lượng của phân tử methan gồm có 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H. Các em cũng tìm khối lượng nguyên tử của C và khối lượng nguyên tử của H. Và thế vào công thức 1 nhân với 12 cộng 4 nhân 1 và bằng 16AMU. Tiếp theo đến khối lượng hydrogen chloride, chúng ta thấy rằng phân tử được tạo nên từ một nguyên tử H và một nguyên tử Cl. Các em tra bảng nguyên tố tuần hoàn, chúng ta tìm ra được khối lượng nguyên tử của hai nguyên tố trên và thế vào công thức 1 nhân với khối lượng nguyên tử của H cộng 1 nhân với khối lượng nguyên tử Cl và bằng 1 nhân 1 cộng 1 nhân 35,5 bằng 36,5 AMU. Đối với khối lượng phân tử của chlorin là Cl2, có nghĩa là được tạo bởi hai nguyên tử Cl, thì chúng ta sẽ lấy 2 nhân với khối lượng nguyên tử của Cl là 35,5 và bằng 71 AMU. Đối với khối lượng phân tử nitrogen gồm có 2 nguyên tử nitrogen liên kết với nhau bằng 2 nhân 14 và bằng 28 AMU. Còn đây là bài tập dành cho các em. Các em hãy tính giúp cô khối lượng phân tử của hai chất đó là ammonia và nước. Hãy ghi kết quả của mình ở phía dưới phần bình luận cho cô nhé.